going thing. Chào mừng bạn đến với kênh Cẩm Thư VH Access Chết. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn nước uống làm đẹp Yako Haru đến từ Nhật Bản, công dụng và thành phần gồm những gì chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé. Bước qua tuổi 25. Ở ngưỡng tuổi từ 25 bạn có đang gặp phải những vấn đề này. Làn da xấu xí, mụn nám, tàn nhang bắt đầu xuất hiện. Da có dấu hiệu lão hóa sớm là những vết sạm màu, vết nhăn ngay đuôi mắt hay khóe miệng. Bạn luôn cảm thấy không tự tin dù đã trang điểm, trông già hơn so với tuổi, tốn nhiều tiền cho mỹ phẩm nhưng vẫn không hiệu quả. Bạn lo lắng vì da chảy xệ, giảm đàn hồi, không còn căng bóng, mịn màng như trước, lũ chân lông to ở cánh mũi hay hai bên má. Dấu hiệu suy giảm collagen, da khô nẻ, vết chân chim, nếp nhăn, sệ da không hấp thụ được dưỡng chất, lũ chân lông to, không phát triển nang lông, mỏm, tàn nhang, đôi môi. Đừng quá lo lắng, hầu như mọi người đều gặp những vấn đề như bạn. Nguyên nhân chính là do làn da từ độ tuổi ngoài 25 sẽ bắt đầu có sự thiếu hụt collagen mà thôi. Lời khuyên từ chuyên gia, đừng quá lạm dụng các sản phẩm làm đẹp từ bên ngoài, theo thời gian sẽ hủy hoại làn da của bạn mãi mãi. Khỏe từ bên trong là bí kíp giúp cho làn da trẻ mãi. Hãy tự bổ sung cho cơ thể 25ml collagen hoặc 15ml placenta mỗi ngày, bạn sẽ thấy điều khác biệt từ chính làn da của mình. Cuối năm 2019, thương hiệu nước uống làm đẹp da Nhật Bản Koharu chính thức được ra mắt tại thị trường Việt Nam với sự góp mặt của đại sứ thương hiệu Fashionista Châu Bùi cùng ca sĩ Eric Onlisi và đông đảo khách mời thân thiết. Nhận thấy rất nhiều người chỉ bổ sung các dưỡng chất khi bắt đầu thấy các dấu hiệu xuống cấp của cơ thể mà không có biện pháp ngăn ngừa ngay từ đầu. Nước uống làm đẹp Yako Haru ra đời là thương hiệu đặc biệt phù hợp với lứa tuổi từ 20 trở đi. Được phát minh bởi các chuyên gia hàng đầu Nhật Bản sau 10 năm nghiên cứu, giúp phái đẹp chặn đứng lão hóa ngay từ những dấu hiệu đầu tiên nhằm lưu giữ tuổi xuân bền vững theo thời gian. Koharu là thương hiệu nước uống làm đẹp da thế hệ mới từ Nhật Bản, gồm hai dòng sản phẩm Koharu Collagen và Koharu Placenta, với thành phần độc đáo hơn 100 tinh chất thiên nhiên, trong đó có 5 siêu tinh chất quý hiếm từ quả hạt vùng Nam Mỹ, gồm hạt dẻ Brazil, quả Camu Camu, đậu Ai Cập, quả cọ Acai, sâm Brazil. Giới thiệu Koharu Collagen. Công dụng thành phần Koharu Collagen có công dụng làm căng bóng da, trắng hồng, hỗ trợ điều trị mụn và ngăn chậm lão hóa. Sản phẩm chứa đựng hơn 100 dưỡng chất tinh túy bao gồm collagen peptide chiết xuất từ da cá biển sâu Nhật Bản khai thác cách bờ trên 180 km cùng các loại hạt quả quý hiếm vùng Nam Mỹ xa vạn dặm nuôi dưỡng, đánh thức một làn da trắng hồng, mọng nước, trong veo chuẩn pha lê. Giới thiệu Koharu Placenta có tác dụng cân bằng nội tiết tố, giảm sạm nám, tàn nhang, đều màu da, ngăn ngừa lão hóa. Koharu Placenta phù phép cho mọi khuyết điểm trên da trở nên hoàn hảo, đồng thời dưỡng trắng bật tông da lên từng ngày, các nàng sẽ cảm nhận hiệu quả rõ rệt chỉ sau 4 tuần sử dụng. Ngoài ra, Koharu Placenta còn cân bằng nội tiết tố, loại bỏ những đốm nâu xấu xí cho làn da trắng trong veo. Uống Koharu, các nàng còn không lo sợ béo và thậm chí còn hỗ trợ giảm cân nhờ thành phần các loại quả hạt dồi dào chất xơ, giàu vitamin và khoáng chất.
các bạn đã xem video. Nhớ bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn luôn luôn xinh đẹp.